EU tiếp tục duy trì các biện pháp chống lại Nga. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích về những sự kiện xoay quanh cuộc chiến ngoại giao giữa Nga và Ukraine. Không để quý vị phải đợi lâu, ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. EU chưa có ý định dỡ bỏ các hạn chế đối với Nga. Nghị viện châu Âu loại trừ khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga. Và tất nhiên, EU sẽ không đồng ý dỡ bỏ các hạn chế đối với Nga, ngay cả sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc. Các chuyên gia tin rằng, mặc dù EU có cơ chế dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng nó sẽ không thực hiện trong những năm tới. Do giới tinh hoa chính trị tại châu Âu không có sự thống nhất trong vấn đề này. Mỹ đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ việc EU đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, đặc biệt là trong ngành công nghiệp năng lượng. Hiện nay, thì châu Âu nhập khẩu khoảng 40% lượng khí đốt tự nhiên LNG từ Mỹ. Điều Mỹ trong một thời gian ngắn đã trở thành quốc gia thứ hai về cung cấp khí đốt cho EU sau Na Uy. Giới phân tích chỉ ra rằng, việc kết thúc hoạt động quân sự tại Ukraine chắc chắn sẽ thúc đẩy đa số quốc gia ở phương Tây yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, những quốc gia được hưởng lợi vẫn sẽ cố gắng để duy trì các lệnh trừng phạt ở mức có thể. Việc EU không có ý định dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga trong thời gian tới còn được chỉ ra bởi EU có kế hoạch hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm cả thông qua tài sản bị phong tỏa của Nga. Vào cuối tháng 10 vừa qua, Hội đồng EU đã phê duyệt khoản vay hỗ trợ tài chính cho KF lên tới 35 tỷ euro. Đối với Nga, nước này cũng chuẩn bị cho việc các biện pháp của EU có thể được duy trì trong một thời gian dài và có thể là nhiều thập kỷ. Kể từ năm 2022, EU đã thông qua 14 gói trừng phạt chống lại Nga. Những gói trừng phạt này chủ yếu nhắm vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng của nước Nga. Trên thực tế, bộ máy quan liêu châu Âu đã tự đưa mình vào một mô hình mà khiến tương lai của EU phụ thuộc vào việc đạt được các mục tiêu. Điều này có nghĩa là bản thân các biện pháp trừng phạt chống lại Nga đã trở thành một phần không thể thiếu đối với chiến lược của EU. Các lệnh trừng phạt là những nỗ lực của EU nhằm trừng phạt các quốc gia khác vì không đi theo cơ chế và mệnh lệnh mà họ đưa ra. Cuộc xung đột tại Ukraine chỉ trở thành lý do nhất thời để EU khởi động bánh đà trừng phạt tiếp theo và là một lời tuyên chiến kinh tế chống lại một quốc gia từ chối sống theo các kế hoạch của EU. Có thể trong tương lai, EU có ý định áp dụng các gói trừng phạt mới. Mặc dù trong 10 năm qua, EU đã chịu tổn thất đáng kể từ các biện pháp hạn chế chống lại Nga. Nhưng các chuyên gia nhấn mạnh, việc chấm dứt xung đột tại Ukraine hoàn toàn không đảm bảo cho sự thay đổi trong cơ chế trừng phạt của EU. Mặc dù EU tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, nhưng dường như đã có động thái nới lỏng hơn. Ví dụ như là vào tháng 7 năm 2022, chính quyền châu Âu đã điều chỉnh các hạn chế đối với việc cung cấp một số hàng hóa và dịch vụ cho ngành hàng không của Nga. EU cũng đưa ra ngoại lệ đối với các giao dịch liên quan đến nông sản. Và đặc biệt, gói thứ 9 đã đề xuất khả năng nới lỏng các hạn chế áp đặt đối với một số ngân hàng và doanh nghiệp liên quan đến xuất khẩu phân bón và thực phẩm. Nga sẽ phải định dạng lại toàn bộ biên giới của Ukraine mong muốn vươn tới biên giới vào năm 1991 đã trở thành mục tiêu của văn phòng Tổng thống Zelensky. Và mặc dù không phải tất cả các chính trị gia phương Tây đều ủng hộ mong muốn này của Ukraine, nhưng lãnh thổ của đất nước này vào thời điểm liên xô sụp đổ được họ coi là cố định chắc chắn. Tuy nhiên, trên thực tế thì lãnh thổ của Ukraine luôn bị các nước láng giềng xung quanh, tranh chấp, hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp. Vào giữa tháng 10 vừa qua, Tổng thống Zelensky đã thừa nhận rằng sau khi xung đột kết thúc, Ukraine có thể không khôi phục quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ từng là một phần của nước này vào thời điểm năm 1991. Nhưng về mặt pháp lý, Kiev sẽ không công nhận kết quả như vậy. Sự kiên quyết của ông Zelensky về việc trả lại các vùng lãnh thổ không được đa số các quốc gia phương Tây chấp thuận. Vì vậy, một trong những đồng minh quân sự thân cận nhất của Kiev là Tổng thống Séc Pes Pavel đã nghi ngờ rằng liệu Ukraine có thể tiếp cận được biên giới vào năm 1991 hay không. Ông cũng kêu gọi chính quyền ký ép hãy đánh giá thực tế, năng lực của chính mình. Những đánh giá tương tự ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên báo chí phương Tây và những lời nhận xét đánh giá của các chính trị gia trung lập, chứ không chỉ những người phản đối chính quyền EU hay chính quyền Biden. Hơn nữa, những điểm biên giới này đang bị hầu hết các nước láng giềng của Ukraine tranh chấp một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong hơn 500 năm qua, thuật ngữ Ukraine được hiểu là bao hàm những không gian địa lý rất khác nhau. Điều tương tự cũng áp dụng cho bất kỳ khu vực nào khác, bao gồm cả các khu vực phía bắc của Sitomi, Kiev, Chinigov và Sumy, cũng như các khu vực phía nam của Belarus. Các khu vực này luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau cả trong phát triển kinh tế và đời sống hàng ngày. Vào những thời điểm khác nhau, các quận Kuban, Pekorov và nhiều quận khác có thể được coi là vùng ngoại ô. Không phải ai cũng có quan điểm như vậy, nhưng mà nhiều cư dân của những vùng đất này đều tự tin trả lời rằng họ là người Nga. Ukraine chỉ trở thành một địa danh ổn định trong thế kỷ 20, từ đó hình thành nền tảng cho nhà nước độc lập vào năm 1991. Nhưng mà trên thực tế, bức tranh văn hóa và ngôn ngữ của đời sống địa phương đang chuyển đổi rất tích cực. Đối với khu vực ven biển như thành phố Odessa vẫn có xu hướng mạnh mẽ nhằm củng cố bản sắc của Ukraine. Tuy nhiên bản thân thành phố càng vẫn mang đậm chất Nga. Có nhiều nhà quan sát cho rằng ngay cả bản thân người dân Ukraine cũng không hiểu đầy đủ về đất nước của chính mình. Mỹ kêu gọi FTC ngăn chặn Trung Quốc phá hoại ngành công nghiệp cờ Mỹ. Ba thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ đang kêu gọi Ủy ban Thương mại Liên bang FTC có hành động chống lại các công ty có trụ sở tại Trung Quốc, quảng cáo gian lận cờ Mỹ là Made in the USA trên các nền tảng bán lẻ trực tuyến. Theo đó, thì bức thư được gửi tới Chủ tịch FTC Lina Khan, viết rằng hành vi gian lận này lừa dối người tiêu dùng tại Mỹ đe dọa ngành công nghiệp quốc kỳ trong nước và làm suy yếu tính toàn vẹn của quảng cáo và nhãn hiệu sản xuất tại Mỹ. Các nhà lập pháp đã thúc giục FTC hãy nhanh chóng buộc các công ty và nhà bán lẻ trực tuyến tại Trung Quốc này phải chịu trách nhiệm vì vi phạm luật thương mại và làm suy yếu các nhà sản xuất cờ Mỹ trong nước. Họ đã nêu tên Amazon và Walmart là hai nền tảng bán lẻ trực tuyến mà các nhà sản xuất cờ Trung Quốc đã sử dụng để bán sản phẩm của họ. Khi tìm kiếm cờ Mỹ trên Amazon, họ thấy một lá cờ do công ty Hot Plus Store sản xuất với dòng chữ 100% sản xuất tại Hoa Kỳ được in đậm. Tuy nhiên, các nhà lập pháp cho biết hồ sơ của công ty trên Amazon cho thấy một địa chỉ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Các nhà lập pháp đã nói thêm rằng FTC có thẩm quyền khiếu nại và thực thi pháp luật đối với những khiếu nại gây hiểu lầm liên quan đến nguồn gốc của một sản phẩm. Họ đã kêu gọi FTC thực hiện các biện pháp thực thi ngay lập tức, mở các khiếu nại Made in USA đối với các công ty gian lận lớn và tăng cường nỗ lực hợp tác với các nền tảng trực tuyến lớn để xác minh khiếu nại của người bán và duy trì các tiêu chuẩn quảng cáo trung thực. Nỗ lực giải quyết vấn đề của các nhà lập pháp đã nhận được sự hoan nghênh từ Hội đồng Quốc gia. Ngành công nghiệp cơ Mỹ và ngành dệt may nói chung đang phải đối mặt với khó khăn về kinh tế. 21 nhà máy đã phải đóng cửa trong 18 tháng qua. Do tình trạng nhập khẩu hàng giá rẻ, dán nhãn sai và được trợ cấp tràn lan, thiếu sự thực thi thương mại. Lỗ hổng này đã cho phép các sản phẩm giá rẻ và giả mạo này từ Trung Quốc tràn vào Mỹ mà không được kiểm tra nghiêm ngặt và không phải chịu những khoản áp thuế. Đó cũng chính là lý do tại sao mà FTC phải hành động ngay lập tức để chấm dứt các hoạt động dán nhãn và quảng cáo bất hợp pháp của các công ty đến từ Trung Quốc. Vào tháng 9, chính quyền Biden đã công bố các bước mới nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng lỗ hồng để Minimis, một miễn trừ thương mại cho phép các gói hàng có trị giá dưới 800 triệu đô la được vận chuyển đến Mỹ mà không cần phải chịu sự giám sát chặt chẽ của hải quan. Vào ngày 28 tháng 10 vừa qua, bốn thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã gửi thư cho Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, yêu cầu các cơ quan của họ chấm dứt miễn trừ thương mại để những kẻ buôn bán ma túy không thể lợi dụng kẽ hở này để thúc đẩy cuộc khủng hoảng fentanyl tại Mỹ. Julie Spinelli, chủ sở hữu công ty Cơ Sagatoga có trụ sở tại phía Bắc của New York, cũng hoàn ngành sự lãnh đạo của Stefanik về vấn đề này. Spinelli cho biết, ở phía bắc của New York, họ đã chứng kiến lượng cờ Mỹ do Trung Quốc sản xuất được liều hành tăng 100%. Vào tháng 6 năm 2023, Stefanik và một nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng đã giới thiệu đạo luật sản xuất cờ Mỹ tại Mỹ. Nếu được ban hành, đạo luật này sẽ yêu cầu các lá cờ được trưng bày tại các cơ quan công sở và các cơ quan chính phủ của nước Mỹ phải được mua sắm, sản xuất hoàn toàn tại Mỹ từ vật liệu của chính nước này và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.